hồng hoang chi ta ở Tây Du đánh dấu thiêm đáo thành thần đánh dấu hoa quả sơn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Có người nói, Thượng Đế nếu như cho ngươi đóng lại một cánh cửa kia hắn nhất định hội tại một địa phương khác vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Cầu thí, cửa sổ bên ngoài, cũng là vực sâu vạn trượng. Tô Thanh thở hồng hộc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái chán nhỏ xuống. Hắn xuyên qua, ma đàn, liền xem như xuyên qua tại một người người trào phúng phế vật thân bên trên, tổng cũng tốt hơn hiện tại cái này hùng dạng. Mở hai mắt ra, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đã bị một đám có thể đằng vân giá vũ người trong trốn thần tiên vây khốn. Liền tô thanh cơ hội nói chuyện, cũng không cho. Một tòa bắn ra thao thiên thần mang khủng bố thần tháp, nghiền nát hư không, từ trên trời giáng xuống. Tô thanh đâu? cho dù biết đem hai tay duỗi ra đến cũng cũng tuyệt đối không làm nên chuyện gì không có khả năng ngăn cản thông thiên thần tháp giáng lâm nhưng vẫn là không ném tự chủ đem hai tay giơ lên thần tháp giáng lâm vẻn vẹn chỉ là đưa tới không gian phong bạo lực lượng liền đem mặt của hắn cào đến đau nhức theo thần tháp không ngừng tới gần lực lượng kinh khủng không ngừng tăng cường đến mức lệnh Tô Thanh toàn thân xương cốt kẽo kẹt rung động gần như phải quỳ trên mặt đất. Đúng lúc này, hắn xuyên qua trước, chỉ là ôn lại hồi nhỏ ký ức kia bàn tay du ký, đột nhiên phóng xuất ra vô tận quang mang. Đinh, chúc mừng người chơi Tô Thanh, thành công kích hoạt đánh dấu liền biến cường hệ thống, đánh dấu liền biến cường hệ thống, bắt đầu dung hợp 10%, 30%, 70%, ngoặc kép chấm, đinh chúc mừng người chơi dung hợp đánh dấu liền biến cường hệ thống thành công bởi vì hệ thống cùng tây du ký dung hợp người chơi không chỉ có thể tại hồng hoang thế giới đánh dấu còn có thể tại tây du thế giới đánh dấu đinh chúc mừng người chơi mở ra tân thủ gói quả lớn thu hoạch được một lần ngẫu nhiên đánh dấu cơ hội xin hỏi người chơi lựa chọn hồng hoang thế giới đánh dấu còn là tây du thế giới đánh dấu hồng hoang thế giới ta đi chẳng lẽ nói ta hiện tại vị trí thế giới là hồng hoang thế giới ta lại làm xảy ra chuyện gì lại bị rất nhiều luyện khí sĩ truy sát đánh dấu liền có thể biến cường cái này kim thủ chỉ thượng tuyến đến thật là gọi một cái kịp thời vừa rồi hắn còn tại oán hận thượng đế cho hắn đóng cửa lại đồng thời còn đem cửa sổ chứa ở vách núi bên cạnh hiện tại thế nào trong mắt của hắn tỏa ánh sáng, tựa như là nhìn thấy tản ra vô tận sức hấp dẫn tuyệt thế mỹ nữ, ở trước mặt hắn muốn lại còn nganh tao thủ lộng tư. Đến mức đánh dấu lựa chọn, tự nhiên là lựa chọn Tây Du Thế Giới. Nếu không, lựa chọn hồng hoang thế giới, hắn cũng không có biện pháp bày thoát trước mắt những này luyện khí sĩ truy sát. Tây Du Thế Giới, nương theo lấy Tô Thanh tiếng nói rơi xuống lập tức, một trận thật huyền diệu quang mang đột ngột sinh ra, đem hắn bao vây lại. Tô Thanh cảm giác được một trận choáng váng, đợi đến trước mắt xuất hiện lần nữa quang mang. Đã đổi nhân gian, Tùng Bách Thành rừng, có tiên cầm cất giọng ca vàng. Cự mộc tham thiên, kỳ hoa dị thảo vô số. Một cái ba trượng sáu thước cao năm tấc hai trượng bốn thước vi viên cự thạch, sừng sững trên đỉnh núi. 3 trượng 6 thước cao năm tấc, chính ứng xung quanh thiên 365 độ. 2 trượng 4 thước phi viên, đối ứng 24 tiết khí, trên có cửu khiếu bát lỗ, đối ứng cửu cung bát quái. Có thể nói, nó tồn tại chính là thiên địa đại đạo hiển hóa. Đinh, người chơi Tô Thanh dáng Lâm Hoa Quả Sơn, đánh dấu thời gian, nửa khắc đồng hồ, không thể ra hoa quả sơn phạm vi, hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, có thể thu hoạch được ban thưởng, nửa đường rời khỏi tức coi là thất bại. Một khắc đồng hồ 15 phút, nửa khắc đồng hồ cũng chính là 78 phút thời gian. Mặc dù Tây Du thế giới không bằng Hồng Hoang thế giới, kim tiên không bằng chó, nhưng cũng rõ ràng cũng không phải đất lành bất quá nơi này dù sao cũng là hoa quả sơn chính là tây du lượng kiếp sinh ra chỗ liền xem như thánh nhân không thể diễn toán hết thảy chỉ sợ ngoài ý muốn nổi lên tây phương linh sơn cường giả thủ hộ tại hoa quả sơn bên ngoài chỉ cần có cường giả xuất hiện liền sẽ kinh động bọn hắn cái này cũng lệnh hoa quả sơn cái này động thiên phúc địa bên trong cũng không có sinh ra quá mạnh đại yêu tô thanh đâu có đánh dấu liền biến cường hệ thống thủ hộ, tiến nhập hoa quả sơn thời điểm, người khác căn bản cũng không có thể phát hiện. Thân thể tựa tại Ngũ Sắc Thần Thạch bên trên, hắn rốt cục có thể miệng lớn thở một chút. A, à, đầu đau quá, bỗng nhiên, đại lượng phức tạp hỗn loạn hình ảnh từ chỗ sâu trong óc tuôn ra. Lạ lẫm lại quen thuộc ký ức, giống như bẩm sinh tự mình trải qua. Hồi lâu đau đớn mới giống như thủy triều biến mất hắn cũng tiếp nhận xong trong đầu tràn vào tin tức nháy mắt mặt của hắn đã biến chỉ gặp hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái từng viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lập tức liền từ hắn trên trán nổi lên theo sau bật thốt lên thảo 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 cái này một bộ thân thể chủ nhân cũng gọi tô thanh chỉ là họ tô cũng không phải bọn hắn chân chính dòng họ hắn tổ họ tự chắc hẳn đối với lịch sử có chút hiểu rõ người đã biết cái họ này lai lịch không sai đây chính là thượng cổ bát đại họ tự mà tô thanh chính là hạ triều hậu duệ bây giờ là thương triều chúa tể hết thầy thời đại hạ triều hậu duệ vẻn vẹn chỉ là thân phận như vậy có thể nghĩ hội có kết cục gì mai danh ẩn tích về sau ngược lại là còn lẫn vào đi qua bất quá một ngày bọn hắn tự nhà võ giả tu luyện tới thần ma viên mãn bắt đầu luyện hóa yêu thú tinh huyết đột phá địa sát thời điểm liền sẽ tao ngộ đến vô số cường giả truy sát có luyện khí sĩ có yêu tộc tự nhiên cũng có thương triều hoàng thất võ giả trừ phi bọn hắn cam nguyện cả một đời không đột phá địa sát cảnh giới nếu không cũng chỉ có vạn kiếp bất phục hạ trang tiên tổ quang huy tuyệt đối không cho lãng quên cho dù là biết rất có thể bị đuổi giết, Tô Thanh tổ tông cái này nhất mạch tự nhà huyết duệ, lại là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nói đến đây, còn muốn nói một chút võ đạo tu luyện thể hệ. Tô Thanh biết tu vi võ đạo, thần ma phía dưới thực lực có thể chia làm. Bàn huyết, nội luyện, tẩy tủy, thoát thai bốn cái tầng thứ. Mà luyện khí sĩ tiên nhân phía dưới cảnh giới thì là chia làm Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, đồng dạng bốn cái tầng thứ. Luyện khí sĩ tiên nhân phía trên tầng thứ, tu tiên thì là phân chia là Địa tiên, Thiên tiên, Chân tiên, Kim tiên, Thái ất kim tiên, Đại La kim tiên, Chuẩn Thánh, Hỗn Nguyên Đại La kim tiên, cũng chính là tục xưng thánh nhân cảnh. Đến mức trên võ đạo cảnh giới, cảnh giới thứ nhất chính là thần ma cảnh giới thần ma luyện khiếu, ngừng kết ra chín nơi huyệt khiếu, nắm giữ có thể so với địa tiên viên mãn sức chiến đấu. Ngừng kết xung quanh thiên 36 huyệt khiếu thần ma, có thể cùng chân chính thiên tiên cùng so sánh. Xung quanh thiên huyệt khiếu viên mãn, liền có thể nếm thử luyện hóa sinh linh mạnh mẽ tinh huyết, đặt chân địa sát cảnh giới. Tin đồn, đại vũ vương địa sát thời điểm, luyện hóa truyền thuyết bên trong đại vu tinh huyết, ngừng kết ra vu tộc chiến thể. Cực hạn lực lượng có thể bộc phát ra có thể so với Đại La Kim Tiên Viên mãn sức chiến đấu. Đặt chân Thiên Cương cảnh giới thời điểm, thậm chí có thể cùng luyện khí sĩ chuẩn thánh địch nổi. Đại Vũ Vương sáng tạo ra đến Huyền đỉnh quyết, có thể ngưng kết ra tạo hóa cửu đỉnh, chỉ cần có thể hoàn thành cửu đỉnh hợp nhất, liền có thể phá vỡ mệnh vận trường hà, đánh nát mệnh tinh. Tiếp theo có thể có thể so với truyền thuyết bên trong trưởng khống thiên địa vận mệnh vô thượng hỗn nguyên mặc dù đây chỉ là lưu truyền tu luyện giả bên trong truyền thuyết rất nhiều tự nhà cường giả nhận định cái này rất có thể chân thực phát sinh sự tình đây cũng là bọn hắn sẽ bị yêu tộc luyện khí sĩ nhằm vào nguyên nhân bây giờ mặc dù đại thương đế tân niên đại chỉ là khoảng cách phong thần mở ra còn có một chút thời gian Đồng thời, Đại Thương Hoàng Triều cũng tuyệt đối không phải phong thần diễn nghĩa bên trong, kia có cũng được mà không có cũng không sao đóng vai phụ tồn tại. Hồng Hoang Chi ta ở Tây Du đánh dấu thiêm đáo thành thần địa sát cảnh giới. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Đại Thương Hoàng Triều 800 chư hầu, mỗi một đường chư hầu, chỉ ít đều là thần ma cảnh giới cường già nếu như là một ít trọng yếu cửa ải thủ tướng nắm giữ siêu việt thần ma sức chiến đấu đại thương hoàng triều bên trong tồn tại lão bất tử thậm chí có khả năng nắm giữ đại la kim tiên sức chiến đấu đương nhiên cái này cũng bình thường rất nhiều luyện khí sĩ lựa chọn đầu nhập đại thương hoàng triều vì chính là đạt được một điểm quốc vận tăng cường tốc độ tu luyện đại thương hoàng thất chính là nhân tộc chính thống, khí vận liên tục tự nhiên cũng có thể bồi dưỡng được đại lượng cường già. Mấu chốt nhất địa phương còn là đại thương quốc vận ngưng kết khí vận huyền điều. Thiên hàng huyền điều, hàng mà sinh thương. Huyền điều gánh chịu lấy nhân tộc hết thảy ý niệm. Cho dù là vạn kiếp bất diệt thánh nhân trí tôn, đối mặt nhân tộc hoàng triều khí vận phản phệ, cũng muốn thương cân động cốt. Đây đều là thiên bên ngoài lời nói đại ẩn ẩn tại chiếu đây chính là tô thanh các tổ tiên lựa chọn tô dương tô thanh phụ thân chính là đại thương tám trăm chư hầu bên trong một vị lúc đầu đây là phi thường lựa chọn tốt theo phong thần đến lúc đầu sẽ không bị chư thiên thần thánh để ở trong mắt tám trăm lộ vương hầu cũng là trở nên càng thêm trọng yếu một ngày tô thanh gia tộc đại vũ vương huyết mạch tiết lộ ra ngoài chờ đợi kết cục nhất định chính là bị tàn sát. Tô Thanh não hải bên trong, suy nghĩ không ngừng chớp động. Cho dù là đạt được đánh dấu liền biến cường hệ thống, cũng là khó tránh khỏi sinh ra một điểm cấp bách nguy cơ. Đinh, chúc mừng người chơi Tô Thanh đánh dấu thành công, thu hoạch được ban thưởng. Hỗn độn ma viên tinh huyết tàn, ghi chú. Hỗn độn ma viên, ba ngàn ma thần một trong bàn cổ khai thiên tịch địa thời điểm, bởi vì cản trở bàn cổ khai thiên bị chém giết, tinh huyết diễn hóa ra hỗn thế tứ hầu. Người chơi chỉ cần thu thập hỗn thế tứ hầu tinh huyết, có thể ngưng kết thuần chính hỗn độn ma viên tinh huyết, hỗn độn ma viên tinh huyết. Luyện hóa hỗn độn ma viên tinh huyết, dù chỉ là linh minh thạch hầu kia một bộ phận hỗn độn ma viên tàn huyết, đặt chân địa sát cảnh giới, cũng có thể để thực lực của ta tăng vọt nếu như tiếp xuống ta không ngừng dung hợp hỗn thế tứ hầu tinh huyết ngừng kết ra hỗn độn ma viên tinh huyết có phải là chỉ là địa sát cảnh giới liền có thể đơn đấu đại la kim tiên ca muốn nghịch thiên ca tuyệt đối có thể nghịch thiên à. a -ha oa -ha, ha 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 tô thanh trên mặt khó nén kích động hệ thống chính là hệ thống hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng đây chính là tô thanh não hải bên trong duy nhất suy nghĩ luyện hóa Dung hợp nguyên chủ ký ức, Tô Thanh không còn là cái gì tu luyện cũng đều không hiểu mau đầu tiểu tử. Huyền đỉnh quyết, đại vũ vương nhất mạch truyền thừa bí thuật. Thần ma viên mãn luyện hóa 36 huyệt khiếu, ngừng kết ra tạo hóa huyền đỉnh. Tạo hóa huyền đỉnh thật không đơn giản. Hắn tự hồ chính là thiên địa hồng lô, có thể luyện hóa thiên địa ở giữa hết thảy năng lượng đồng thời còn có thể tinh thuần võ giả thể nội võ đạo nguyên lực nắm giữ mạnh hơn lực bộc phát lực chiến đấu mạnh hơn trên thực tế huyền đình không chỉ có gánh chịu lấy võ đạo tu luyện giả nói còn là khủng bố đạo khí thiên địa làm lô âm dương làm than chú tạo ra huyền đình vô tận huyền diệu đại vũ vương cửu đình liền xem như so với đồng dạng tiên thiên linh bảo còn cường hãn hơn nếu như có thể hoàn thành cửu đỉnh hợp nhất liền xem như cùng tiên thiên trí bảo càn khôn đỉnh đều có thể so sánh đương nhiên lúc này huyền đỉnh trọng yếu nhất sử dụng chính là luyện hóa tinh huyết thu hoạch được hỗn độn ma viên tàn huyết tô thanh cũng không có ngay lập tức trở về thời đại hồng hoang mà là xoay người một cái đầu nhập hoa quả sơn thủy liêm động bên trong hoa quả sơn được xưng là thập châu tổ mạch ba đảo đến long tuyệt đối là tại đạo gia phúc địa bên trong, đều có thể số một số hai. Tiến nhập thủy liêm động bên trong, Tô Thanh phát hiện đây quả thực là một thế giới khác. Quả nhiên, đây mới thực sự là động thiên phúc địa, Tô Thanh tự nhiên cũng liền an tâm ngồi xếp bằng. Đạo đạo huyền diệu quang mang từ trên ngực hắn, tán phát ra. Cuối cùng ngưng kết thành một cái ba chân thần đỉnh. Gần như đồng thời, Tô Thanh chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một giọt tản ra vô cùng vô tận khí tức hung sát màu đỏ tía kim cương, xuất hiện trong tay chính là hỗn độn ma viên tàn huyết. Không hổ là hỗn độn ma thần tinh huyết, khí tức hung sát bên trong ngang ngược, coi như là bình thường chân tiên cũng không có thể tiếp nhận. Bất quá, Tô Thanh không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Niệm động, ngay tại phun ra nuốt vào lấy cuồng bạo nguyên khí huyền đỉnh, bỗng nhiên bắn ra trận trận khủng bố thôn phệ lực lượng. Hỗn độn ma viên tinh huyết đã đầu nhập huyền trong đỉnh. Huyền đỉnh nắm giữ thuần túy nguyên khí công năng, tự nhiên có thể đem hung thú tinh huyết bên trong ngang ngược khí tức áp chế. Không chỉ có như thế, theo huyền đỉnh quanh thân quang mang không ngừng sáng tối chập chờn thuộc về hung thú tinh huyết bên trong hung lệ khí tức lại bị đoạn bị rút lấy cùng huyền đỉnh dung hợp lại cùng nhau tạo hóa huyền đỉnh bản thân trở nên càng thêm thâm thúy loáng thoáng có thể nhìn thấy một đầu khủng bố bạo viên ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét hiển nhiên hắn chính là truyền thuyết bên trong hỗn độn bạo viên hỗn độn bạo viên cùng huyền đỉnh dung hợp lệnh tô thanh đệ nhất huyền đỉnh phát sinh một loại thuế biến thôn vệ luyện hóa hỗn độn ma viên tinh huyết tốc độ. Đại đại tăng cường, lập tức xôi trào mãnh liệt lực lượng tại hắn quanh thân bên trong nổ tung, sau đó như cùng ngựa hoang mất cương, tùy ý được va chạm. Đối mặt với dạng này may mắn, Tô Thanh không dám có chút lười biếng. Quanh thân 36 cái huyệt khiếu, như là 36 cái hắc động, điên cuồng thôn tính lấy thuộc về linh minh thạch hầu tinh huyết lực lượng mỗi một chỗ huyệt khiếu tựa như là từng cái tiểu tiểu không gian hỗn độn. Khi lấy được đại lượng tinh huyết về sau, điên cuồng diễn hóa ra khai thiên tịch địa huyền diệu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua ba ngày. Thuộc về linh minh thạch hầu hỗn độn tinh huyết lực lượng đã dần dần toàn bộ luyện hóa. 36 chỗ huyệt khiếu, quả thực diễn hóa ra từng cái động thiên phúc địa. Mênh mông bản nguyên khí tức như cùng thủy ngân tương nhục thân huyết mạch gân cốt toàn bộ đều đã hoàn thành một loại kinh thế hãi tục thuế biến làm hỗn độn ma viên tinh huyết luyện hóa nháy mắt một đầu khủng bố hỗn độn ma viên thân ảnh xuất hiện trong lòng của hắn cái này là một đầu tay cầm thông thiên thần côn bạo viên thân thể cao lớn không chỉ mấy vạn vạn trượng thông thiên thần côn quét ngang vô song vô số sinh vật mạnh mẽ bị hắn ngược sát cái này là hỗn độn ma viên ký ức truyền thừa tô thanh quá sợ hãi mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng cũng giải quyết tô thanh trong lòng một cái nghi hoặc tây du ký bên trong tề thiên đại thánh tôn ngộ không có thể là cho tới bây giờ đều không có từ bồ để tổ sư trong tay học được côn bổng một loại thần thông toàn bộ tây du quá trình bên trong bao hàm đại náo thiên cung bên trong tôn ngộ không chân chính có thể xưng hùng thực lực kỳ thật đều căn cứ vào như ý kim cô bổng lục nhĩ mi hầu cùng phong thần diễn nghĩa bên trong viên hồng bọn hắn đều là dùng côn cao thủ hỗn độn ma viên truyền thừa đem hết thảy nghi hoặc đều giải khai đương nhiên đây đều là thiên bên ngoài lời nói Hỗn độn ma viên truyền thừa kết thúc, hóa thành thần bí ấn ký, xuất hiện tại Tô Thanh trong thần hồn, cùng hắn triệt để dung hợp, thành vì một cái chỉnh thể. Trong chớp nhoáng này, Tô Thanh chân chính đặt chân địa sát cảnh giới. Võ giả đặt chân địa sát cảnh giới mạnh yếu, cùng luyện hóa tinh huyết mạnh yếu có quan hệ, chỉ là luyện hóa đồng dạng yêu thú tinh huyết, nhiều nhất cũng liền nắm giữ chân tiên sức chiến đấu linh minh thạch hầu cũng coi là một loại tiên thiên thần thánh đặt chân địa sát cảnh giới cho dù là không sử dụng tinh huyết cũng có thể tương đương với kim tiên cảnh giới một ngày vận dụng tinh huyết thậm chí hoàn toàn hấp thu huyền trong đỉnh bạo ngược khí tức hóa thân vô thượng bạo viên lực chiến đấu của hắn có thể một bước lên trời nắm giữ thái ất kim tiên sức chiến đấu phải biết liền xem như phong thần bên trong đại danh đỉnh đỉnh thập nhị kim tiên bên trong hoàng long chân nhân cũng chỉ có thái ất kim tiên cảnh giới mà thôi đây tuyệt đối là một bước lên trời bất quá không có tiện tay vũ khí một thân sức chiến đấu cũng không thể hoàn mỹ thi triển đi ra lúc này tô thanh xem như minh bạch tôn ngộ không ý nghĩ ban đầu ánh mắt của hắn đã xuyên qua vô tận hư không nhìn về phía đông hải long cung bên trong Hồng Hoang Chi ta ở Tây Du đánh dấu thiêm đáo thành thần vị hôn thê của ta là Đặng Thiền Ngọc. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Định hải thần châm, bản thân là thuộc về chúng ta đại vũ hậu nhân, ta đem hắn thu hồi lại, tựa hồ cũng coi là vật quy nguyên chủ đi, hắn đang muốn hướng về Đông Hải Long Cung mà đi. Bỗng nhiên, thương khung đột ngột trở nên âm u, từng đợt không hiểu kinh dị, càn quét thiên địa, lệnh người không khỏi phát thôi, run như cầy sấy hoa quả sơn bốn phía sơn mạch vô số dãy núi bên trong xuất hiện hung thú gào thét từng cái nằm sấp trên mặt đất run rẩy cảm giác trời muốn sập liệt xuống tới tô thanh ngẩng đầu nhìn lại trong tầm mắt xuất hiện là một cái bàn tay đáng sợ hắn tựa như là thiên khung đồng dạng hàng lâm xuống mang theo áp bách để người dùng mình có loại tận thế tiến đến đồng dạng cảm giác như lai thần trường ngũ chỉ sơn tô thanh minh bạch nhất định là hắn đặt chân địa sát cảnh giới sinh ra ba động gây nên đóng tại hoa quả sơn bốn phía hộ giáo già lam chú ý. Có thể một tay che trời tồn tại, không nhất định là như lai Phật tổ. Nhưng cũng nhất định không phải Tô Thanh có thể ứng đối. Trở về hồng hoang thế giới, niệm động, huyền diệu ba động đã sinh ra, Tô Thanh đã từ hoa quả sơn biến mất. Gần như đồng thời, một tôn linh sơn dáng lâm Phật Đà đã xuất hiện nhìn xem bốn phía trống rỗng hoa quả sơn phật đà đôi mắt chỗ sâu xuất hiện ít có ngưng trọng lúc tây du lượng kiếp mở ra phật đạo đại hưng màn che kéo ra thời điểm hoa quả sơn xuất hiện biến cố nhất định phải lập tức bẩm báo thế tôn đầu truyền tinh di tô thanh đã trở về hồng hoang thế giới bên trong hết thảy trước mắt đều cùng hắn vừa mới rời đi thời điểm vô cùng tương tự bốn phía vẫn không có biến hóa vẫn là những sát khí kia bừng bừng luyện khí sĩ kia một tòa bắn ra vô tận thần quang bảo tháp cũng đang không ngừng nghiền ép. Thần tháp không ngừng mà bộc phát, lực lượng kinh khủng, xé mở hư không, vậy mà phóng xạ hơn 10 dặm đĩa. Lít nhà lít nhít khe hở, đen nhánh dọa người, tựa hồ có thể đem người cho nuốt vào đi. Chỉ bất quá, lúc này tô thanh tâm thái, đã phát sinh biến hóa hắn thần sắc chấn định tự nhiên, khí huyết bắt đầu lan lộn như cùng giang hà trào lên. Bước ra một bước, đang muốn thi triển ra khủng bố nhục thân lực lượng, đem nghiền ép lên đến thần tháp bật nát. Đúng lúc này, biến cố tái sinh. Một đạo ống ánh thần quang khí thế như cầu vồng, như cùng liên miên bất tuyệt thần hà, sụp đổ hư không. Đen như mực vết nứt không gian, từ bên ngoài mấy dặm lan tràn ra, như cùng phi nhanh lưu tinh. Khủng bố! kinh khủng nhất còn là làm đạo này thần mang xuất hiện đồng thời, tràn ngập giữa thiên địa áp bách chi lực. Liền xem như Tô Thanh tùy thời tùy chỗ đều có thể bảo trì kim tiên sức chiến đấu, đều có thể cảm giác mình đã biến thành lẻ loi chơi trọi một người. Càng là muốn tránh thoát loại này thần bí tồn tại trói buộc thì càng bị trói buộc càng chặt hơn. Hai chân tựa như là rót trì đồng dạng, trở nên vô cùng trầm trọng nói nhiều như vậy kỳ thật chính là trong nháy mắt mà thôi oanh đạo này thần mang rơi vào thần mang vô hạn hoàng kim thần tháp bên trên tòa kia ngay tại giáng lâm khủng bố hoàng kim thần tháp nháy mắt bị đạo tia sáng này bắn nổ hí 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 đúng lúc này một trận chiến mã rong ruổi thanh âm xuất hiện một bậc cân quắc không thua đấng mày dâu oai hùng nữ tử người mặc hoàng kim dây xích giáp trong tay một cái cổ phát thần cung lấp lóe từ kim thần hà tràn ngập ra khủng bố ba động kia khải giáp nữ tử dùng hết toàn thân thần lực đem cái này miệng thần cung kéo thành trăng tròn tử kim thần cung bạo trói mắt thần huy quang mang bắn ra bốn phía siêu một đạo thần hồng từ tử kim đại cung bên trong cứ như vậy băng ra ngoài một màn kinh khủng lần nữa hiển hiện, chỉ là lần này vô biên thần mang là hướng phía rất nhiều luyện khí sĩ trong đám người bắn tới. Lập tức, hết thảy luyện khí sĩ từ bàn chân dâng lên một luồng hơi lạnh, cảm giác bọn hắn đều bị một loại khủng bố thiên địa đại thế khóa lại. Rất nhiều luyện khí sĩ gầm thét liên tục, từng ngụm pháp bảo bị vô tận pháp lực tràn ngập triệt để khôi phục. Bắn ra thao thiên thần quang, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn vẫn là thất bại. Tại ống ánh thần mang trước mặt, hết thảy đều là phí công, trực tiếp bị cách không bắn bạo. Bị tiễn mang tỏa định luyện khí sĩ, toàn bộ như cùng pháp bảo, bị bắn nổ, thành vì vô tận huyết vụ. Liền xem như những cái kia xa hơn một chút luyện khí sĩ, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thiên địa ở giữa sinh ra gợn sóng, kém chút đem bọn hắn trực tiếp đánh chết chúng ta là lệ thuộc vào thiên đình luyện khí sĩ các ngươi cũng dám ám toán đánh lén chúng ta liền không sợ mười vạn thiên binh thiên tướng giáng lâm đem các ngươi tàn sát không còn còn sót lại luyện khí sĩ gầm thét lên giết nữ tướng trả lời vô cùng ngắn gọn chỉ có một chữ theo sau một phát bắt được ngu ngơ ở nơi đó tô thanh nơi này rất nhanh liền sẽ trở thành nơi thị phi đi lệnh Tô Thanh mười phần kinh ngạc sự tình, hắn nhìn thấy nguyên chủ phụ thân Tô Dương, đại thương tám trăm chư hầu một trong thiên uy hầu, người nói cái gì? Nàng là vị hôn thê của ta, mà lại, phụ thân của hắn, chính là Tam Sơn quan tổng binh đặng cửu công đại nhân, kia nàng há không chính là đặng thiền ngọc Tô Thanh trong lòng, đầy là khó có thể tin. Không sai, Tô Dương nói lạnh nhạt đối với tô thanh đến nói phẳng phất tựa như là như bị xét đánh trực tiếp liền sôi trào muốn mạng đây quả thực là muốn mạng tiết tấu phong thần lượng kiếp chính là một cái cối say thịt tuyệt thế như tiệt giáo ngoại môn tứ tinh anh tam tiêu triệu công minh thậm chí thông thiên đạo nhân nội môn đệ tử kim linh thánh mẫu cùng quy linh thánh mẫu cũng khó khăn trốn nhất kiếp thậm chí liền liền con kia kiêu ngạo khổng tước cũng khó khăn trốn bị tây phương giáo độ hóa hạ trang tô thanh biết mình đại vũ hậu nhân thân phận mọi cử động sẽ khiến quá nhiều người chú ý bình yên vượt qua phong thần đợi đến thánh nhân cấm đi ra đạo trường đó mới là hắn chân chính đại hiển thần uy thời điểm bây giờ hết thảy kế hoạch đều đã ngâm nước nóng bây giờ cái này là lui không thể lui vô luận là vũ vương phạt trụ hay là đại thương trấn áp tây chu tam sơn quan đều là binh ra vùng giao tranh đương nhiên, đã xuất hiện tại thời đại hồng hoang, không hảo hảo lãnh hội một chút hồng hoang sau cùng dư huy, loại kia chính là một cái tiếc nuối. Lại nói, chỉ bằng vừa rồi đặng thiền ngọc nhất kiếm bắn nổ hoàng kim thần tháp, đem hắn, cứu, trở về. Tô Thanh liền tuyệt đối không cho phép, dạng này một vị bậc cân quắc không thua đấng mày dâu, rơi xuống thổ hành tôn dạng này một cái hèn hạ người trong tay. Nói đến đây, Tô Thanh liền không khỏi nhớ tới bình sinh chán ghét nhất ba người. Trong đó hai cái chính là phong thần diễn nghĩa bên trong nhân vật. Bọn hắn cũng không phải cái gọi là tội ác chồng chất trụ vương, cùng với dù sao là mời đạo hữu dừng bước lại là đem từng cái tiệt giáo đệ tử đưa lên đoạn đầu đài thân công báo. Một chính là thập nhị kim tiên một trong cụ lưu tôn đệ tử thổ hành tôn lấy đối phương phụ thân đặng cửu công uy hiếp đặng thiền ngọc gả cho hắn. Hai, chính là tiệt giáo Hồng Cầm, thua ở Long Cát công chúa thủ hạ, vì kéo dài hơi tàn đầu nhập Tây Kỳ. Về sau tại Nguyệt Lão trợ giúp hạ, vậy mà cưới Long Cát công chúa. Cuối cùng hại Long Cát công chúa tại trong vạn tiên trận chết. Hai cái này đều là mặt dày vô sỉ, nô nhan nhún nhường dễ bảo hạng người đến mức một cái khác dĩ nhiên chính là thủy hử chuyện bên trong vương anh ba người bọn hắn đều là kẻ giống nhau thậm chí có thể nói thổ hành tôn chính là phiên bản vương anh đã hắn xuất hiện ở đây liền tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy bây giờ bày tại trước mặt hàng đầu vấn đề chính là thu hoạch được tiện tay binh khí định hải thần trâm lần nữa tiến nhập tô thanh nhãn bên trong Hồng Hoang Chi ta ở Tây Du đánh dấu thiêm đáo thành thần bảo liên đăng nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com Tây Du thế giới bên trong tô thanh đã kinh động linh sơn Phật Đà chắc hẳn đối Phật giáo Tây Du quan trọng nhất định Hải Thần Trâm hẳn là cũng tại linh sơn trong tầm mắt Tây Du thế giới muốn có được Định Hải Thần Trâm có chút khó khăn. Bất quá, Hồng Hoang Phong thần thời đại, Tây Phương giáo còn không có chuyển hóa thành Phật giáo, cái gọi là Định Hải thần châm, hẳn là chỉ là Định Hải thần châm đi. Tô Thanh lần nữa đem ánh mắt đặt ở Đông Hải Long cung. Tam Sơn quan chính là đại thương Nam Phương môn hộ. Đông Hải Long cung lại là cùng Bắc Phương môn hộ Trần Đường quan tiếp giáp nói cách khác hắn muốn đến đông hải long cung nhất định phải xuyên qua toàn bộ đại thương hoàng triều đây tuyệt đối là một cái dài rằng giặc đường đi đương nhiên đi tới đông hải long cung trước hắn còn chuẩn bị tại tam sơn quan tìm tìm một tôn đại năng đó chính là toàn bộ phong thần diễn nghĩa bên trong đều được xưng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân một con kia kiêu ngạo khổng tước khổng tuyên thiên địa ở giữa cái thứ nhất khổng tước mẫu thân càng là phi cầm chi tổ phượng hoàng. Bản thân chính là phong thần diễn nghĩa bên trong tam sơn quan đời thứ tư tổng binh. Chiến tích càng là vô địch, chỉ có giáo chủ cấp bậc chuẩn đề đạo nhân xuất thủ mới đưa hắn chấn áp. Bây giờ, rất có thể đã xuất hiện tại Tam Sơn Quan bên trong. Đánh dấu hoa quả Sơn, có thể thu hoạch được hỗn độn ma viên tinh huyết. Nếu như có thể tại khổng tuyên bên cạnh đánh dấu thành công, có thể có thu hoạch gì? phượng hoàng tinh huyết còn là liền thánh nhân không thể đề phòng ngũ sắc thần quang tam sơn quan thiên hạ bát đại hùng quan một trong như cùng một tòa ngủ say hung thú sừng sững tại quần sơn trong vân vụ lượn lờ như cùng tiên phủ thần cung tam sơn quan bên trong hơn hai mươi vạn võ đạo tinh thâm cường hãn sĩ tốt khí huyết sen lẫn thành vô biên liệt nhật trực trùng vân tiêu bên ngoài bình thường đến nói luyện khí sĩ cường hãn thần thông tại tam sơn quan bên trong căn bản cũng không có cơ hội thi triển đây cũng là phong thần diễn nghĩa bên trong rất nhiều luyện khí sĩ không dám ở hùng binh chú thủ quan phía trước làm to chuyện nguyên nhân trong nháy mắt đã qua nửa tháng tô thanh từ đầu đến cuối không có tìm đến liên quan tới khổng tiên một điểm dấu vết để lại cũng đúng hắn nhưng là một tôn vẻn vẹn thua ở giáo chủ cấp bậc tiệt thế đại năng nếu như hắn thu liễm lại hơi thở liền xem như thánh nhân giáo chủ cũng không có thể phát giác được tung tích của hắn tô thanh tự nhiên cũng rất khó tìm tìm được tung tích của hắn cũng là ta suy nghĩ nhiều liền xem như khổng tuyên đứng trước mặt ta ta đều không nhất định có thể nhận ra đến còn là đem chú ý trọng điểm đặt ở tăng thực lực lên đi bây giờ đã là đế tân năm thứ sáu. Phong thần thời gian tiến mở ra, sắp mở ra. To như vậy tiệt giáo, danh xưng vạn tiên đến trầu. Tại phong thần lượng kiếp bên trong bẻ gãy nghiền nát đồng dạng bị hủy diệt, muốn tại cái này náo động thời đại bên trong đứng vững gót chân, vậy thì nhất định phải muốn tăng cường tu vi. Đông Hải Long cung, ta đến rồi, tô thanh con ngươi bên trong bắn ra vô tận dã vọng bái biệt đặng cửu công cha con hắn đạp lên tân hành trình hư không bên trên một thân ảnh lướt ngang hư không như đồng lưu tinh xẹt qua nhanh đến mức cực hạn loại này tùy ý nhanh như điện chấp cực hạn tự do cảm giác để tô thanh mười phần tự do hài lòng hắn phi thường hưởng thụ loại này vẫy vùng thiên địa cảm giác đột nhiên một trận khủng bố uy áp đột ngột tán phát ra Yên tĩnh im ắng dưới trời đất trong nháy mắt đều trở nên băng lãnh một mảnh liền liền nhẹ nhàng thổi qua gió nhẹ đều tràn ngập từng đợt như sóng to gió lớn khắc nhiệt khí tức xa xôi trên đường chân trời vạn trượng thần hà óng ánh trói mắt bạo phát đi ra một vòng hạo nhiên đại nhật hoành không mà lên vô số đạo đứng vững giữa thiên địa cái bóng ẩn tàng ở chân trời trong đám mây thiên binh thiên tướng tuyệt đối không là bình thường thiên binh, vẻn vẹn chỉ là loại kia liền thành một khối sát lục khí tức, liền tuyệt đối là trải qua khủng bố sát phạt tinh binh hãn tướng. Cùng trước mắt thiên binh thiên tướng so sánh với tiền nhiệm chi sát tô thanh thiên đình luyện khí sĩ, chính là một ít yếu gà. Đinh Chúc mừng người chơi Tô Thanh kích phát đánh dấu nhiệm vụ, Đào Sơn đánh dấu, Hạo Thiên Đại Đế muội muội giao cơ nhớ Trần Tục, Sinh Hạ Dương giao, Dương Tiễn, Dương Thiền huynh muội bởi vì dương tiễn thức tỉnh huyết mạch bên trong thiên phú thần thông thiên nhãn nhân thần sen lẫn khí tức tiết lộ gây nên hạo thiên tức giận lăng tiêu bảo điện ba ngàn hộ điện tinh nhuệ thiên binh thiên tướng giáng lâm người chơi tô thanh đào sơn đánh dấu một khắc đồng hồ thành công thu hoạch được ban thưởng nếu như không thể kiên trì một khắc đồng hồ thì bị nhận định đánh dấu thất bại Ghi chú, nếu như trong vòng một khắc đồng hồ, giao cơ bị trấn áp tại đào sơn, hay là dương giao, dương tiễn cùng với dương thiền có bất kỳ người bị chém giết, đều đem coi là đánh dấu thất bại. Giao cơ, đào sơn, chẳng lẽ, đây chính là trấn áp giao cơ chỗ? Cuối cùng dương tiễn phá núi cứu mẹ chỗ. Chỉ là bốn phía giống như cũng không có bất kỳ cái gì sơn phong, ngược lại là khoáng đạt dài đất bình nguyên bỗng nhiên tô thanh ánh mắt bên trong xuất hiện một điểm tinh quang chẳng lẽ đào sơn cùng ngũ hành sơn đồng dạng đều là thần thông diễn hóa ngũ hành sơn chính là như lai phật tổ ngũ đại minh vương hóa thân đối với ngũ hành chi lực diễn hóa mà đào sơn có phải là cùng bàn đào linh căn có quan hệ tô thanh mạch suy nghĩ thanh kỳ não hải bên trong suy nghĩ điên cuồng va chạm giao cơ ngươi có biết tội của ngươi không Đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện một tiếng trầm muộn thanh âm, ẩn chứa một loại kinh thế hãi tục lạnh lùng gần như đồng thời, hư không thiên địa bên trong, bắn ra một đôi con mắt màu vàng óng. Hai con người đóng mở nhật nguyệt tinh thần vẫn diệt khí tức kinh khủng vỡ ra hư không? Mạnh, vô cùng cường hãn, hắn chí ít cũng là một tôn thái ất kim tiên. Bây giờ thiên đình cũng không phải vu yêu tranh bá, đồng hoàng thái nhất ngày càng ngạo nghễ thời điểm cường giả chân chính, cũng chính là thánh nhân giáo phái đệ tử, căn bản không nguyện ý tiến nhập thiên đình. Đến mức tán tu, liền tu luyện công pháp đều không được đầy đủ. Có thể có được thái ất kim tiên sức chiến đấu, đột nhiên dáng lâm thiên đình cường giả, địa vị tuyệt đối không thấp. Ta có tội gì? Giao cơ, cũng chính là dương tiễn đám người mẫu thân, cáo kỉnh phản bác. Hừ, liền biết như thế. Từ hữu giao cơ không tuân theo thiên mệnh, tự mình hạ phàm, cũng cùng phàm nhân thông hôn. Phụng đại thiên tôn chi danh, đem trấn áp. Thiên binh thiên tướng nghe lệnh, lập tức đuổi bắt giao cơ trở về thiên đình. Như gặp chống cự, có thể đi đầu phế tu vi. Đến mức những người khác, giết không tha, lập tức, gióng lên chống trận thiên địa bên trong lôi đình cuồn cuộn mây đen dày đặc ba ngàn thiên binh bắn ra vô tận sát phạt khí tức như cùng thái sơn áp đỉnh đồng dạng nghiền ép lên tới tốt thật sự là tốt cái gọi là những người khác không phải liền là nàng một đôi trai gái ngay cả mình chất tử chất nữ đều muốn chém giết thật sự là ngoan độc giao cơ nhãn bên trong sinh ra vô tận bi thương thần là lăng tiêu bảo điện đại công chúa, rào cơ cũng không phải là tay chói gà không chặt nhược nữ tử. Tự nhiên cũng không phải loại kia thúc thủ chịu chói người. Chỉ gặp trong tay nàng, vô tận hào quang tràn ngập nhân quân trong sương mù, một cái ống ánh sáng long lanh thần đăng xuất hiện trong tay. Đèn cao có chín tấc toàn thân trắng noãn, tựa như băng tuyết, kỳ hình làm bảo liên nở rộ, rất có bát to, tâm sen chính là bức đèn chính là hồng hoang thế giới tứ đại thần đăng một trong bảo liên đăng. Chính là sáng thế thanh liên cánh sen sở hóa, uy năng vô tận. Niệm động, vô cùng vô tận hỏa quang, từ bảo liên đăng bên trong tán phát ra, hóa thành khủng bố biển lửa, hiện ra liệu nguyên tư thái, hướng về tập sát mà đến ba ngàn thiên binh cuốn ngược đi qua. Bảo liên đăng bên trong hỏa diễm, có thể cũng không phải phàm hòa chỉ cần nội tâm chỉ cần còn có tà niệm sinh ra hỏa diễm liền sẽ không dập tát ở trong thiên đình ba ngàn thiên binh tựa hồ cũng phi thường tinh tường bảo liên đăng khủng bố hỏa diễm tràn ngập mà đến bọn hắn nháy mắt rút lui giao cơ thừa cơ hóa thành một cơn gió mát càn quét dương dao dương tiễn huynh muội muốn rời khỏi hồng hoang chi ta ở tây du đánh dấu thiêm đáo thành thần sát sinh đồng tử Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Muốn đi, chê cười Nương theo lấy rít lên một tiếng Hư không bên trong kia một đôi khủng bố con ngươi chủ nhân Từ hư ảo bên trong hiển lộ ra nguy nga thân thể Phương viên mấy trăm dặm bầu trời Đều bị áp run dày dữ dội lên Giống như một tôn tiệt thế sát thần hoành không xuất thế Cặp kia con mắt màu vàng óng tựa như liệt nhật đang thiêu đốt Bắn ra đi qua, nhìn xuống sơn hà đại địa trong mắt hắn, dương giao, dương tiễn huynh muội như cùng chân chính sâu kiến. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt trên người giao cơ. Bệ hạ, đã sớm biết, bảo liên đang lợi hại, cố ý ban thưởng tố sắc phân giới kỳ này cờ một ngày triển khai kỳ voi nhân quân, tất cả thiên địa minh, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm mặc cho ngươi bảo liên đăng uy năng vô tận, lại là không đả thương được chúng ta mảy may, lúc nói chuyện, một cái lớn chừng bàn tay lá cờ, xuất hiện tại tôn này khủng bố thần minh trong tay. Chỉ gặp, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc lư tố sắc vân giới kỳ. Lập tức thiên hoa đóa đóa khí tượng nhân quân, hóa thành lưu quang nhìn về phía rất nhiều thiên binh. Hô hấp ở giữa, mỗi một cái thiên binh trên người, đều hiện lên ra từng đóa từng đóa bạch sắc kỳ hoa như cùng thiên hà thủy cuốn ngược mà đi bảo liên đăng hỏa diễm, bị tố sắc vân giới kỳ sinh ra thiên hoa, một mực ngăn tại bên ngoài. Đông đảo thiên binh treo tại cổ họng tâm, rốt cục để xuống. Trong lúc nhất thời, tiếng giết thao thiên, khí động sơn hà, như cùng diệt thế cự mạch, tiếp tục nghiền ép xuống tới. Một khắc đồng hồ, còn có không đến ba phút một ngày giao cơ bị bắt đi dương giao cùng với tương lai nhị lang thần dương tiễn cùng dương thiền ở trước mặt ta bị chém giết ta đánh dấu nhiệm vụ cũng là thất bại đây tuyệt đối không phải ta muốn kết quả tô thanh biết hắn không thể chờ đợi thêm nữa niệm động từng đợt thao thiên hung lệ khí tức phô thiên cái địa bạo phát đi ra nguyên bản tô thanh chỉ là người bình thường thân thể như là thổi phòng hô hấp ở giữa đã biến thành một vài cao mười trượng bạo viên huyền đỉnh bên trong hung lệ hỗn độn ma viên tri tượng cùng hắn thân thể liền thành một khối dung hợp hống 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 bạo viên ngửa mặt lên trời gào thét toàn thân tắm rửa tại thao thiên trong biển máu toàn thân sát phạt khí thao thiên như hồng lưu đồng dạng đang cuốn lên giận dữ thiên địa hắn bước ra một bước đã nằm ngang ở vô tận thiên binh thiên tướng phía dưới khi thấy một cái đằng đằng sát khí thiên binh, vậy mà cầm trong tay trường thương, đâm về một cái nhìn run run rẩy rẩy dương thiên. Bạo viên toàn thân trên dưới hung lệ khí tức càng thêm tàn phá bừa bãi. Lăng lệ sát cơ, không chút kiêng kỵ bạo phát đi ra. Quyền ra, khủng bố sát lục khí tức tàn phá bừa bãi, đánh tới. Trong nháy mắt bạo tạc lực, đem tay cầm trường mâu thiên binh trực tiếp đánh nát. Ngươi là ai, yêu nghiệt? người đây là tại muốn chết nhìn thấy có người cũng dám chém giết bọn hắn đồng bạn đây là tại khiêu khích thiên đình uy năng để đông đảo thiên binh không khỏi kinh sợ có thừa đương nhiên cũng có một chút thiên binh nội tâm sinh ra rõ ràng hàn ý tô thanh thờ ơ lạnh đến ánh mắt quét về phía đám người hư không ngưng kết một ít thiên binh thiên tướng thậm chí cảm giác được thân thể kém chút đông cứng thật sự là thật cuồng bạo thủ đoạn ta rất xem trọng ngươi hư không bên trong con ngươi khen ngợi âm thanh không ngừng bỗng nhiên ngữ khí của hắn trở nên âm lãnh hung lệ chỉ là ngươi không phải đứng tại thiên đình mặt đối lập cho nên vô luận ngươi có cái gì lai lịch không tầm thường đều chỉ có một cái hạ tràng đó chính là chết không có chỗ chôn thật sao ta cũng muốn chết a à? chỉ là cảm giác ngươi không có cái này thực lực, Tô Thanh toàn thân lông tóc lộn xộn cuồng vũ, toàn thân bộc phát ra như thủy ngân quang huy óng ánh chói mắt, như cùng sóng cả mãnh liệt giang hà. Hắn lần nữa bạo khởi, từ ba ngàn thiên binh bên trong lướt qua. Lập tức, rất nhiều gióng lên chống trận thiên binh hỗn loạn một đoàn. Làm cằn, khủng bố thân ảnh vàng óng, đều sắp tức giận nổ óng ánh hai con người đứng lên, đầu đầy tơ vàng cuồng vũ, như cùng liệt diễm cháy hừng hực lên. Quanh thân bộc phát ra thao thiên huyết khí, chấn thiên địa run run tạc quát. Chỉ là một cái hạ giới tiểu tiểu sâu kiến mà thôi, ở trước mặt khiêu khích ta, trên trời dưới đất đều không có chuyện của ngươi đường. Phẫn nộ, lệnh đạo này thần minh thân ảnh càng khủng bố hơn, như là từ trong bức tranh đi tới. Một cái khủng bố sát sinh kiếm, xuất hiện ở trong tay của hắn sát sinh đồng tử, cũng chính là cái này một tôn khủng bố cường giả danh tự. Tiên thiên sát kiếm, đây chính là một cái nương theo lấy sát sinh đồng tử đản sinh linh bảo. Mặc dù cùng những cái kia tiên thiên linh bảo còn kém không ít nhưng cũng cho được một cái sát phạt trí bảo. Sát sinh kiếm xuất hiện trong nháy mắt bộc phát ra một loại hàn khí thấu xương, diễn sinh một loại ba động khủng bố, tràn ngập ra. Sát sinh, kiếm ra. Nháy mắt thiên địa ở giữa đã bị xé nứt ra khủng bố khe hở, tựa như là nuốt thiên địa thao thiết, trực tiếp muốn đem Tô Thanh nuốt vào đi. Tô Thanh trong lòng nghiêm nghị, toàn thân lông tơ đều tại dựng thẳng. Cái này một cái tản mát ra tiên thiên sát cơ, khủng bố thao thiên. Một ngày bị tiên thiên sát kiếm làm bị thương, cho dù là nhục thân của hắn cường hãn, cũng không thể ngăn cản đâu đâu cũng có sát cơ. Tạm thời tránh mũi nhọn, Hỗn độn ma viên trong lòng kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép Tô Thanh làm như vậy. Hống hống hống, thân thể của hắn lần nữa tăng vọt vậy mà hóa thân một cái vài trăm trượng cự nhân. Khủng bố nắm đấm hướng về sát lục mà đến sát sinh kiếm đập tới. Loáng thoáng ở giữa tựa hồ có thể nhìn thấy đen như mực thần bí khí thể quanh quẩn tại nắm đấm của hắn phía trên. Keng keng nương theo lấy một trận tràn trề đại lực sinh ra sát sinh đồng tử trong tay sát sinh kiếm kém chút đều cầm không vững trong con mắt của hắn sinh ra không thể tưởng tượng nổi kia có thể là sát sinh kiếm a lại kém cũng là một cái tiên thiên sát kiếm làm sao có thể bị một đầu không hiểu thấu bạo viên vẻn vẹn dựa vào nhục thân liền có thể ngăn cản hắn chỗ nào tinh tường kia từng sợi hắc khí chính là hỗn độn ma viên bản mệnh hung lệ khí tức đương nhiên lúc này tô thanh trên mặt hiện lên may mắn cũng may huyền đỉnh đem hỗn độn ma viên tinh huyết bên trong tiên thiên sát khí thôn phệ nếu không lần đụng chạm này ta tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt lại nói làm bắt đầu chín thần bắt đầu đệ bát tinh thai nghén mà ra tiên thiên thần linh cũng chính là sát sinh đồng tử chân thân giáng lâm thời điểm ngọc tuyền sơn kim hà động bên trong một cái nhìn gầy gò nam tử trung niên mặt mỉm cười toàn thân lộ ra một cỗ hùng hậu tự nhiên khí chất đắm chìm trong đại đạo cảm ngộ bên trong đột nhiên một trận không hiểu tâm huyết dâng lên lóe lên trong đầu làm hắn từ trong tu luyện tỉnh lại hắn bấm ngón tay tính toán lập tức minh ngộ hết thảy dương tiễn đúng là hắn thiên định đệ tử bây giờ ngay tại gặp thiên đình truy sát niệm động chảm tiên kiếm hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Dưới chân của hắn xuất hiện một vệt kim quang, đã từ ngọc tuyền sơn kim hà động biến mất. Bạo viên tàn phá bừa bãi. Sát sinh đồng tử bị bạo viên khủng bố nắm đấm, đánh cho có chút hoài nghi nhân sinh. Rất nhanh, hắn liền đã kịp phản ứng. Lần nữa hướng về bạo viên giết tới đây. Đồng thời mệnh lệnh ba ngàn thiên binh, hướng về giao cơ giết tới giao cơ bảo liên đăng bị khắc chế thần thông tuy mạnh nhưng là đối mặt cái này ba ngàn tinh nhuệ thiên binh cũng khó có thể ngăn cản chỗ mấu chốt nhất hắn còn muốn phân tâm chiếu cố con cái của mình dần dần đã vô pháp ngăn cản